sự kỳ vọng sinh ra vấn đề. Mình kỳ vọng người chồng mình phải như thế này, với tiêu chuẩn như thế này. Người chồng lại kỳ vọng người vợ phải như thế này như thế kia. Và khi mà không đạt được cái mong muốn của mình, không đạt được cái sự kỳ vọng của mình, thì kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Và khi mình thất vọng thì mình chán chường, mình thất vọng thì mình đổ lỗi, mình thất vọng thì mình mệt mỏi, và mình thất vọng thì gây ra cãi vã. Nguyên tắc đầu tiên, lắng nghe từ hai phía. Đây là một cái việc tưởng là dễ nhưng là cái việc khó nhất trên đời. Các anh chị, lắng nghe, lắng nghe. Chúng ta mất khoảng tầm 1 năm để học nói, nhưng chúng ta mất cả đời để học lắng nghe. Chỉ mất 1 năm để học nói thôi đấy nhá, nhưng mà mất cả cuộc đời để học lắng nghe. Và có người cả đời vẫn không học được lắng nghe đâu. Không học được đâu. Không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, không đủ thông tuệ để lắng nghe, không đủ cái sự thông thái ấy để lắng nghe, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Mà người nói chuyện hay nhất là người biết lắng nghe, chứ không phải là người nói nhiều nhất đâu. Tôi có một trải nghiệm như thế này. Một hôm tôi đi bộ và tự nhiên gặp một cái cô ấy hơn 60 tuổi. Cô đã lao động ở Hàn Quốc nhiều năm và cô ấy bỏ bê cậu con trai khi mà chồng cô ấy qua đời. Và cô ấy sang Hàn Quốc cô ấy lao động và cô ấy bỏ bê cậu con trai ở nhà cho ông bà chăm. Và đến bây giờ về thì hai mẹ con cũng bị mất kết nối. Mặc dù là cô đã chăm gửi tiền tất cả mọi thứ. Và cô ấy rất là buồn vì cái điều đấy. Thế thì tôi đi tập thể dục và bỗng nhiên hai cô cháu gặp nhau thôi. Thế thì sau cái mấy vòng đi bộ như thế thì cô ấy bảo này chứ, cô nói chuyện với cháu hay thật đấy. Cháu nói chuyện hay lắm mà cô cứ thấy nhẹ hết cả lòng. Sự thật là tôi không có cơ hội nói câu nào. Các anh chị, tôi chẳng có cơ hội nói câu nào luôn. Cô ấy nói từ đầu đến cuối. Cô ấy kể lể từ tuổi thơ cô ấy, từ lúc cô ấy, chồng cô ấy mất, cô ấy sang Hàn Quốc, cô ấy lao động như thế nào, rồi con cái như nào, rồi cô ấy về Việt Nam cô ấy như nào, cưới vợ cho con cô ấy lại sang, rồi có cháu cô ấy bắt đầu quyết định cô ấy về, rồi bây giờ mất kết nối như thế nào. Tất cả mọi thứ cô ấy nói suốt cả mấy vòng như thế xong mà cô ấy kết luận là tôi nói chuyện hay. Thực ra mình có cơ hội nói câu nào đâu. Nên là người nói chuyện hay nhất là người biết lắng nghe sâu sắc nhất. Và có một cái câu chuyện như này nữa. Viktor Frankl là một nhà tâm lý học nổi tiếng của thế kỷ 20. Ông đã kể lại câu chuyện về một người phụ nữ mà ông ấy đã cứu khỏi ý định. Vì ông đã nhẫn nại lắng nghe cô. Chuyện xảy ra vào một nửa đêm nọ, ông đã nhận một cú điện thoại của một người và người này nói là cô ta muốn. Thoạt đầu ông đã dùng phương pháp tâm lý để phân tích cho cô biết trong một vài cái câu nói đầu. Và sau đó thì ông đã lắng nghe câu chuyện của cô. Và cuối cùng thì cô ấy đã hứa rằng sẽ từ bỏ ý định. Nhiều năm sau, ông đã gặp lại người phụ nữ ấy. Và ông cứ nghĩ rằng mình đã giúp cô vì khả năng và sự hiểu biết về tâm lý của mình. Nhưng thực ra, theo như lời của cô, thì chỉ vì trong lúc cô ấy cô đơn và hụt hẫng, cô đã có một người kiên nhẫn lắng nghe cô. Và đơn giản chỉ có vậy thôi. Và sự thật lúc đấy cô ấy chẳng nghe thấy ông nói gì cả, mà cô ấy cứ được nói ra và nhẹ bớt, nhẹ bớt, nhẹ bớt. Và theo cô ấy, một thế giới có người sẵn sàng lắng nghe mình, lắng nghe những suy tư của mình là một thế giới đáng sống. Là một thế giới đáng sống. Và đơn giản chỉ là vì ông ấy lắng nghe cô ấy và cứu được một mạng sống, cứu được một cuộc đời, các anh chị. Nên là chúng ta chỉ mất 1 năm để học nói thôi, nhưng mất cả đời để mà học lắng nghe. Và người nói chuyện hay nhất là người biết lắng nghe một cách sâu sắc. Thế nên để giải quyết mâu thuẫn, để hóa giải mâu thuẫn vợ chồng, thì cái nguyên tắc số 1 đấy là nguyên tắc lắng nghe nhau. Lắng nghe từ hai phía, các anh chị. Lắng nghe từ hai phía. Chúng ta comment cái điều đấy đi ạ. Nguyên tắc vàng thứ 2 nhé.
là không đổ lỗi và chịu trách nhiệm 100%. Mà có nhiều trường hợp là vợ chồng đổ lỗi cho nhau về việc con cái học hành không được tốt này, rồi con hư tại mẹ này, rồi mẹ mày không quan tâm này, vân vân. Có một cái tình huống như thế này, mẹ là bác sĩ nha khoa mở hai phòng khám, một cô con gái học lớp 5, và rồi chồng thì là lương bình thường, và cô con gái thì học lớp 5 và lấy tiền của hàng xóm là bán đồ ăn sáng ở đầu ngõ, thì lấy tiền của hàng xóm. Thế thì khi lấy tiền của hàng xóm thì hàng xóm phô bà nội, và bà nội họp gia đình lại, và sau đó thì bà nội kết luận rằng là bởi vì mẹ mày không dạy mày, mẹ mày không có thời gian để dạy mày, và bố cũng quy kết cho là tại mẹ. Thế thì chị bảo là rất là bức xúc luôn. Cái gì cũng đến tay em, cái gì cũng đến việc một mình em hai phòng khám. Thì chỉ những việc đơn giản thì mới cho nhân viên làm, những việc khó thì mình chẳng làm. Hôm nào cũng 11, 12 giờ đêm lọ mọ về đến nhà, làm ở bệnh viện rồi về phòng khám ngay lập tức. Bây giờ con hư lại đổ hết là tại mẹ mày, thế mà không biết đổ rằng tài chính gia đình này cũng là tại mẹ mày, nên là cả gia đình được ăn sung mặc sướng, rồi lo được mọi chuyện từ A đến Z nội ngoại, không thấy đổ tại em. Mà bây giờ đến lúc mà con em lấy tiền như thế là đổ tại em, là không dạy con em. Cứ đổ triệt tại em thôi, là không dạy con em. Sau đến lúc mà em mang bầu đứa thứ ba thì mẹ em khóc. Mẹ em bảo là tao già yếu rồi, bây giờ mày còn mang bầu, đi bỏ đi, tao không trông được con mày đâu. Mày nhìn hai đứa lớn như thế, mày chả dạy được. Nó ăn cắp ăn trộm tiền cả của hàng xóm, bây giờ mày đẻ nữa, ai mà dạy con mày được, ai mà trông con mày được. Thế là mẹ chồng em khóc suốt cả tháng em mang bầu. Biết em từ lúc biết em mang bầu khóc suốt cả tháng. Thế là đến gặp tôi để mà nhờ coaching chữa lành cho cái việc đấy. Bảo bây giờ đấy hai đứa lớn rồi, một đứa lớp 5, một đứa lớp 2 rồi đấy. Chả dạy được, bây giờ đẻ nữa, ai trông được, ai dạy được. Thế là chị cứ bức xúc là em vừa phải làm nhiều, em vừa phải kiếm tiền, bây giờ con hư lại đổ cho em là em không dạy con, em không dành thời gian dạy con, các kiểu, các thể loại như thế. Nên là ai làm vợ thì xem đi nhé. Đấy. Nên là không đổ lỗi, chịu trách nhiệm 100%. Có vấn đề gì ngồi lại với nhau trưởng thành để giải quyết các anh chị. Đấy là cái nguyên tắc thứ hai nhé, nhà mình nhé. Điều tiếp theo, cái nguyên tắc số 3 là đừng bao giờ nhai đi nhai lại một câu nói. Đừng bao giờ nhai đi nhai lại một cái lỗi lầm, một cái sai lầm. Các chị comment điều đấy đi ạ. Đừng bao giờ nhai đi nhai lại một cái sai lầm. Nói nhiều thực ra không có ích đâu các anh chị, nói ít thôi, nhưng mà cách nói sẽ giúp cho chúng ta nói hiệu quả. Không ai thích cái một cái sai lầm của mình bị nói đi nói lại nhiều lần cả. Mà sai lầm là cách chúng ta trưởng thành. Chúng ta sinh ra để phạm sai lầm, và chẳng có gì sai khi phạm sai lầm cả. Sai lầm là chuyện bình thường để mà chúng ta chiến thắng. Làm gì có vị tướng nào trăm trận trăm thắng, không có luôn các anh chị. Không có ai trăm trận trăm thắng cả. Sai lầm là cách chúng ta trưởng thành, và chẳng có gì sai khi phạm sai lầm cả. Nên là đôi khi chồng mình đầu tư cái này, đầu tư cái kia, phạm sai lầm là chuyện bình thường. Nhưng nếu mà mình cứ nhắc đi nhắc lại cái sai lầm đấy, mình nhai đi nhai lại cái sai lầm đấy, nhai đi nhai lại cái thất bại đấy, thì tự nhiên làm cho anh ấy rụt trí. Và thứ hai là tự nhiên nhắc nhớ lại cái nỗi sợ, và lần sau là mình cũng thiếu tin tưởng, và anh ấy cũng không dám bước tiếp nữa. Chứ làm gì có ai thành công ngay, không có cái điều đấy. Nếu mà thành công ngay thì cái việc đấy không gọi là thành công, vì nó quá dễ. Nên là phải thất bại thì mới đến thành công được. Nên là người thất bại và người thành công thì người nào thất bại nhiều hơn?
Người thành công mới là người thất bại nhiều. Thất bại đến cấp độ không cả đếm được luôn. Và tất cả những thành tựu chúng ta có ngày hôm nay là từ thất bại mang lại, không phải từ thành công mang lại đâu. Từ thất bại mang lại ấy, từ cái sự phản hồi tiêu cực mang lại ấy, chứ không phải là từ thành công mang lại. Đấy là lý do vì sao mà khi chúng ta hiểu được cái điều đấy, mà khi anh ấy mắc sai lầm hay khi cô ấy mắc sai lầm, thì mình động viên khích lệ để đi tiếp, để bước tiếp, để làm tiếp. Quan trọng nhất là học được bài học gì từ sai lầm. Chứ mình không nhai đi nhai lại một câu nói, nhai đi nhai lại một cái kiểu hay là một cái thất bại nào đó. Những cái từ ngữ mà lặp đi lặp lại có thể thấy đối phương rất là khó chịu, mệt mỏi, thậm chí là phát cáu luôn. Nhất là những cái điều mà cả hai đã thảo luận cùng với nhau. Nguyên tắc thứ tư nha, các anh chị nha. Không hành động trong lúc đang nóng giận. Thực ra ấy, để mà không hành động trong lúc đang nóng giận như này, nó là cả một quá trình. Bởi vì lúc đấy bạn không còn là bạn nữa. Lúc đấy bạn giống như con quỷ ấy. Lúc đấy bạn giống như con thú ấy. Lúc bạn không phải là bạn đâu. Bạn bị mất kiểm soát. Các anh chị comment điều đấy đi ạ. Mình bị mất kiểm soát. Mình không còn ý thức được suy nghĩ của mình, lời nói của mình, hành động của mình nữa. Nên là thường sau cái cơn nóng giận, mình hành động xong là mình cảm thấy tội lỗi, mình cảm thấy dằn vặt, mình cảm thấy day dứt. Nên là để mà không hành động trong lúc nóng giận ấy, là bạn phải có một cái hành trình chữa lành. Có một cái hành trình chữa lành để rồi bạn bắt thóp được chính mình. Tại sao tôi lại đang suy nghĩ theo cách tôi đang suy nghĩ? Tại sao tôi lại đang có cảm xúc này vậy? Bắt thóp được mình. Và khi bắt thóp được mình thì bạn từng bước bạn kiểm soát được mình, làm chủ được mình. Và lúc đấy thì mới là không hành động trong cái lúc cảm xúc của mình không tốt. Chứ còn lúc đấy không ai ngăn cản được cả. Không ai cản được đâu. Vì bạn đâu phải là bạn nữa đâu. Bạn như con thú dữ. Trong chúng ta này có tâm Phật, tâm ma, tâm thú, tâm người. Khi nào bạn kích hoạt được tâm người? Khi mà bạn có cảm giác bình an. Còn khi bạn tức giận luôn là bạn kích hoạt tâm ma, tâm quỷ đấy chứ. Tâm thú đấy chứ. Có phải tâm người đâu. Nên là chúng ta cần được bắt thóp chính mình, chữa lành. Và để từ đó mình có thể không bị mắc kẹt trong cái việc hành động trong lúc nóng giận nữa. Và khi mà cơn giận dữ đang ngự trị trong tâm hồn thì cái lời nói mình thốt ra có nghĩ đến đâu, ai đâu. Thừa biết cái lời nói mình thốt ra nó giống như cái con dao găm ấy. Nó găm vào tim của người khác, nó làm tổn thương tim của người khác. Nhưng vẫn cứ nói. Nói cho sướng mồm mà. Nói cho giải tỏa mà. Vì lúc đấy là mình cũng gọi là ngập tràn đau đớn ở bên trong mà. Và có những điều tối kỵ với chị em là khi nổi nóng, chồng luôn là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đúng không? Rồi thô lỗ, cục xúc, thiếu văn hóa. Tức là lúc đấy nói ra những cái lời thô lỗ, cục xúc, thiếu văn hóa. Và các anh chị biết không? Khi mà mình tức giận lên ấy, là ý thức nó đi chơi rồi. Vô thức nó mở ra. Thì ai nói cái gì nó chui tọt vào trong vô thức, nó dính chặt vào bên trong vô thức của mình cả đây. Và khi nó dính chặt vào trong vô thức của mình cả đấy thì nhớ cả đời luôn các anh chị. Và vẫn nói là đấy, lúc đấy bố mày nói cái câu đấy, lúc đấy mẹ mày nói cái câu đấy, lúc đấy anh ấy nói cái câu đấy, lúc đấy cô ấy nói cái câu đấy. Mà biết đâu là lúc đấy đâu phải họ nói cái câu đấy đâu, mà cái con quỷ bên trong họ nói cái câu đấy. Con quỷ bên trong họ nói cái câu đấy đấy. Mà nếu mà không gỡ ra được nhá, là nó cứ ở trong đấy. Và rồi cứ hằn học, cứ khó chịu, cứ chấp vặt về cái điều đấy. Nên tôi đã kể với các anh chị ở trong chương trình Phụ Nữ Tỉnh Thức cái câu chuyện là tân hôn, đúng không? Chồng chỉ vào mặt vợ là cái gì? Sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi là lấy cô đấy. Sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi là lấy cô. Thế nên sau này cô vẫn luôn luôn nghĩ rằng anh đâu có yêu mình đâu. Nên là mua nhà cô cũng đòi đứng tên, mua xe cô đòi đứng tên. Vì bên trong cô ấy chất chứa cái câu là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này là anh ấy lấy cô ấy mà lại. Nên cô ấy nhớ như in luôn. Như in luôn như thế.
nhớ trong đau đớn cái lúc mà anh ấy thô lỗ, cục xúc, thiếu văn hóa. Nhưng lúc đấy không phải là anh ấy đâu, không phải là anh ấy. Lúc đấy không phải là anh ấy đâu. Nguyên tắc số 5, hàn gắn vết thương cho nhau. Đây là một cái hành động rất là cao cả, cực kỳ cao cả. Hàn gắn vết thương cho nhau. Tôi ví dụ như này nhé. Có những anh chồng khi mà tham gia học cô Lanh và nói được một cái câu như này mà tôi thấy đúng là có phước khi có cái người chồng đấy. Vợ em lớn lên với nhiều nỗi đau và tổn thương, nên là bây giờ em cũng cần giúp cô ấy để hàn gắn vết thương của cô ấy, hàn gắn nỗi đau của cô ấy. Đấy là một người chồng cực kỳ tuyệt vời các anh chị. Khi anh ấy học, anh ấy hiểu rằng vợ anh ấy cũng bị mắc kẹt rất nhiều, vợ anh ấy cũng tổn thương, vợ anh ấy cũng có nhiều nỗi đau. Và vì vậy bây giờ anh ấy học để anh ấy hàn gắn cái vết thương, cái nỗi đau cho cô ấy. Thế còn có một cái trường hợp như thế này, là anh Tài, anh người Trung Quốc, người Trung Quốc, học viên của tôi. Và khi anh ấy lấy vợ, ngày xưa lương vợ có 1 triệu thôi, thì lương anh ấy được 30-40 triệu. Nhưng mà đến bây giờ thì vợ mở công ty riêng. Và đến bây giờ thì vợ thành công lắm, rất thành công. Nhưng bây giờ thì anh ấy, có nghĩa là anh ấy lại lui về để anh ấy chăm chút các con. Và anh ấy có sự tổn thương. Năm 9 tuổi mẹ anh ấy qua đời. Và bố anh ấy gửi anh ấy đi đến nhà những cái người thân hoặc là bố mẹ các bạn khác trong cùng trường để mà cho anh ấy ở đấy. Thế thì sau này khi anh ấy hỏi cha anh ấy, thì cha anh ấy nói là anh không phải là con đẻ của ông mà là con nuôi. Hai vợ chồng nhặt được anh ấy từ lúc anh 3 tuổi. Thế và chị vợ chị hiểu điều đấy, và chị vợ chị rất khao khát chữa lành cho chồng nhưng bối rối chưa biết làm như nào cả. Thế thì chị vợ chị mới học cô Lanh. Và chị vợ chị mới bảo này này, anh ơi, anh vào học cô Lanh đi, để anh được chữa lành cho chính mình. Anh rất là giỏi, anh rất là xuất sắc, anh rất là tốt. Nhưng bởi vì anh bị mắc kẹt quá sâu, bị tổn thương rất nhiều, nên bây giờ mới như vậy. Thế là một người vợ minh triết, một người vợ thông thái. Thế là anh chồng anh vào học đấy, nhà mình ạ. Mà anh ấy học, anh đi Phan Xipang, anh đi Kinabalu cùng với tôi từ tháng 5 năm 2023. Và cứ từng bước anh ấy được chữa lành. Anh có nỗi sợ mà anh ấy không cả dám bay diều luôn các anh chị. Gọi là dù lượn ấy, dù lượn. Thế mà những người xung quanh là liên tục chữa lành đấy. Nên là chúng ta có mặt trong cuộc đời này để chữa lành cho nhau mà. Còn có một người chị vợ nữa rất thông tuệ, tôi không nhớ tên chị ấy. Chồng là Toàn. Chồng tên là Toàn. Vợ tên là gì tôi không nhớ, hai vợ chồng học nâng tầm. Thế thì khi mà anh Toàn, anh ấy đi nâng tầm kem, thì anh bắt đầu được chữa lành. Và đến lúc mà ngồi trên ô tô ấy, anh gọi điện cho vợ, anh khóc. Anh nói là anh còn cái này chưa ổn, cái kia chưa ổn, vân vân ấy. Thì chị vợ là một rất là thông thái luôn. Chị vợ thông thái cực kỳ, cứ động viên chồng, khích lệ chồng, rồi như thế là ổn đấy anh ạ. Cứ từng bước mà cả xe ô tô im lặng. Cả xe ô tô chúng tôi từ di chuyển từ Mai Sơn Du ra sân bay im lặng để nghe vợ động viên chồng, khích lệ chồng trong cái hành trình là giúp chồng bình an. Nên là điều số 5 là hàn gắn vết thương. Hàn gắn vết thương. Chúng ta có nhiều vết thương của cuộc đời này lắm, từ nhỏ. Nhưng nếu mà mình chỉ có chăm chăm là chỉ trích nhau ấy, thì gây ra thêm cái nỗi đau cho nhau thôi. Nên cái nguyên tắc số 5 nhé các anh chị nhé, hàn gắn vết thương cho nhau. Chúng ta có mặt trong cuộc đời để chữa lành cho nhau mà.
Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.